Theo báo cáo tại Hội nghị Khoa học và Triển lãm răng hàm mặt quốc tế lần thứ 8, hiện tại ở Việt Nam có trên 90% dân số gặp các vấn đề về bệnh răng miệng như sâu răng, viêm mô quanh răng, mất răng, v.v. Thực tế, sức khỏe răng miệng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của mỗi người. Tuy nhiên, hầu hết mọi người thường chỉ chú ý đến răng miệng do vấn đề về thẩm mỹ mà không nhận thấy tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng của răng miệng đối với sức khỏe của cả cơ thể. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu răng không tốt sẽ có thể gây ra nhiều vấn đề như chứng hôi miệng, bệnh nha chu, những vấn đề về hô hấp, tiểu đường. Ngày nay, với chất lượng cuộc sống ngày một cải thiện, mọi người ngày càng quan tâm hơn tới việc chăm sóc sức khỏe răng miệng. Bên cạnh đó, cùng với sự tiến bộ của y học, nhiều phương pháp thành tựu mới trong việc phục hồi răng đã mất cũng giúp cho mọi người có nhiều cơ hội tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc răng giá cả phù hợp. Trong đó, đáng chú ý nhất là phương pháp implant, một thành tựu nổi bật của ngành nha khoa hiện đại, cho phép người mất răng được cấy lại những chiếc răng mới có chức năng, hình dáng, màu sắc giống như răng thật, cho phép người bệnh sống vui khỏe hơn với bộ răng vĩnh viễn thứ ba cố định và vững chắc. Chính vì vậy, nhận thức sớm vấn đề này sẽ giúp cho chúng ta có những biện pháp phòng ngừa và bảo vệ răng đúng cách. Thưa quý vị, trong chương trình lần trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về phương pháp cấy ghép implant. Trong chương trình kỳ này thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ dành ít phút cùng gặp lại tiến sĩ bác sĩ Trần Hùng Lâm đến từ nha khoa Elite để chúng ta tìm hiểu rõ hơn về một phương pháp cấy ghép khác mang tên implant Onon 4. Xin được giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Trần Hùng Lâm. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa ông, với phương pháp cấy ghép implant Onon 4 thì chúng ta có thể hiểu đơn giản như thế nào ạ? Thì phương pháp Onon 4 thì tạm dịch ra tiếng Việt là tất cả trên 4. Tức là cái kỹ thuật này, phương pháp này là dùng để phục hồi cho những trường hợp mà mất răng toàn bộ, cho những bệnh nhân mà không, tức là không còn cái răng nào trên cung hàm, hoặc là còn một số răng nhưng mà trong cái tình trạng rất là tệ đến giai đoạn cuối bắt buộc phải nhổ đi. Thì kỹ thuật Onon 4 thì cho phép là sẽ phục hồi lại gần như là toàn bộ cung răng, và bệnh nhân sẽ có một cái cầu răng sau này là cầu răng cố định, tức là dính chắc trên 4 cái implant đó. Và bệnh nhân sẽ thông thường sẽ có luôn một cái nó gọi là răng trong ngày, tức là có răng tạm ngay sau khi mà cấy implant thì sẽ có luôn răng tạm. Thì nó là những cái ưu điểm rất là lớn so với kỹ thuật cổ điển, là thường chúng ta cấy implant vào rồi phải đợi lành thương, sau đó mới làm cái răng lên trên. Thì như vậy, trong những trường hợp mà mất toàn bộ răng đó, thì nếu như mà chúng ta đợi lành thương thì giai đoạn lành thương thường vài tháng, thì nhưng mà trong thời gian đó thì bệnh nhân sẽ không có răng gì hết, thì nó rất là khó chịu cho về mặt sinh hoạt cũng như là về giao tiếp xã hội. Thì cái thuật Onon 4 sẽ cho phép là có cái răng luôn trong một ngày, tức là răng có thể là răng tạm nhưng mà có răng luôn trong một ngày, thì nó sẽ giúp cải thiện rất là nhiều cái việc mà chức năng cũng như là thẩm mỹ trong cái giai đoạn lành thương. Vâng, và nguyên nhân gây nên cái tình trạng mất nhiều răng là gì thưa ông? Có một số lý do chính mà làm gây ra mất răng. Thì cái bệnh lý đầu tiên đó là bệnh lý sâu răng. Thì sâu răng sẽ dẫn đến những bệnh lý tủy, hư hại răng vân vân, và cuối cùng là phải nhổ. Bệnh lý thứ hai đó là bệnh lý viêm nha chu hay là viêm quanh răng, thì cũng là lý do rất là lớn làm cho bị mất răng. Lý do thứ ba mà thường gây ra mất răng đó là những cái bệnh lý vi mạch di truyền, không có những cái mầm răng. Và cuối cùng là có thể là bị mất răng do những cái chấn thương hay những tai nạn. Thì đó là bốn cái lý do chính mà gây ra mất một răng hoặc mất lại nhiều răng. Mình vì đang thắc mắc là không biết là quy trình cấy ghép implant Onon 4 đó nó sẽ thực hiện như thế nào ạ? Kỹ thuật Onon 4 thì đương nhiên trước tiên bất kỳ quy trình nào chúng ta cũng cần một cái gọi là khám, rồi tầm soát những yếu tố nguy cơ vân vân, coi là có đúng cái chỉ định hay không, coi có cái những chống chỉ định như thế nào. Rồi trước tiên thì cần phải bệnh nhân phải cần có những cái thông tin về cái thể tích xương, tức là bệnh nhân phải cần có những cái hình ảnh về cái Coolbeam CT, tức là hình ảnh cắt lớp hay là hình ảnh CT để coi thử cái thể tích xương còn lại như vậy nó có đủ để làm implant là không, đó là Onon 4 là không, hay là cần phải thực hiện những cái phẫu thuật ghép xương hỗ trợ. Thì như vậy, quy trình nói chung là sẽ gồm hai giai đoạn. Đầu tiên là cấy implant và làm cái răng tạm, làm cầu răng tạm tức thì, tức là ngay trong ngày, răng trong một ngày gắn trên cái implant. Và sau giai đoạn lành thương là khoảng từ 8 tuần đến là 3 tháng thì tiếp tục làm giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn phục hình trên cái implant. Thì nhưng mà tùy vào những cái loại implant khác nhau, thì có một số cái implant, những cái hãng nổi tiếng thì có những cái thiết kế nó hơi đặc biệt hơn, cũng như là cái xử lý trên cái bề mặt để giúp cho quá trình lành thương nó sẽ nhanh hơn so với một số cái hãng implant khác. Thì nó làm và nó còn có những cái giá cả nó khá là khác nhau, thì do chính cái bản thân của cái nhập của cái vật liệu cũng như là những cái vật liệu khác sử dụng trong cái quá trình điều trị.
trong những trường hợp nào thì chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp cấy ghép implant On4? Chỉ định mà On4 thì đầu tiên á, là về sức khỏe toàn thân á, thì cho phép chẳng hạn như bệnh nhân sẽ không có những cái bệnh lý nặng về tim mạch, hay là không có bị những cái ung thư giai đoạn cuối, hay là có những bệnh lý về xương mà ảnh hưởng đến khả năng lành thương. Thì trong những cái chống chỉ định tuyệt đối đó thì chúng ta có những cái chống chỉ định gọi là tương đối, tức là sẽ có những cái yếu tố nguy cơ mà khi làm implant. Thì yếu tố nguy cơ đầu tiên đó là cái bệnh tiểu đường mà không có kiểm soát, tức là không kiểm soát, tức là không có được sử dụng thuốc, không có được tầm soát về cái mức đường huyết. Còn nếu tiểu đường mà vẫn có kiểm soát thì vẫn có thể là làm implant được, và có thêm một số cái cách để giúp hạn chế những cái nhiễm trùng sau đó. Thì yếu tố nguy cơ thứ hai tức là hút thuốc lá, thì hút thuốc lá sẽ làm giảm cái khả năng lành thương, cũng như là nó sẽ tăng thêm cái tỷ lệ thất bại khi mà chúng ta thực hiện implant nói chung hay là kỹ thuật On4 nói riêng. Thì ngoài ra khi mà khả năng lành thương của cơ thể mà không có bị ảnh hưởng bởi những bệnh lý nào khác thì như vậy thì đều có thể sử dụng cái implant hay là kỹ thuật On4. Nhưng nhìn chung thì với cái kỹ thuật mà cấy ghép khi mà bị mất răng nguyên hàm như thế thì nó sẽ mất khoảng bao nhiêu lâu ạ? Trong trường hợp thuận lợi, nếu mà không cần thêm ghép xương vân vân thì thật ra thì kỹ thuật On4 nó đã cho phép tức là hạn chế tối đa ghép xương. Vâng. Thì nếu như một thuận lợi thì cái hôm phẫu thuật á, thì thông thường chỉ tốn khoảng là 1 tiếng đến khoảng 60 đến 90 phút để làm cấy 4 cái implant. Sau đó thì có thể là bệnh nhân sẽ được lấy dấu, và khoảng vài tiếng sau thì bệnh nhân sẽ có luôn cái cầu răng tạm dính trên 4 cái implant. Vâng. Sau đó thì đợi thông thường là khoảng là 2 đến 3 tháng thì bệnh nhân sẽ quay lại và sẽ thực hiện quy trình làm cái cầu răng sau cùng. Thì tốn khoảng một vài lần hẹn nữa thì sẽ có cái cầu răng sau cùng trên 4 cái implant. Còn nếu như người bệnh nhân đó phải thực hiện thêm những cái kỹ thuật ghép xương thì thời gian nó sẽ tốn thêm bao lâu nữa thưa ông? Thì thông thường nếu như mà ghép thêm xương á, thì phải cần đợi thêm thời gian để cho cái xương nó lành xung quanh implant chẳng hạn. Thì phải kéo dài thêm khoảng từ 4 đến 6 tháng tùy trường hợp. Vâng. Và trong quá trình phục hồi thì không biết là cái việc ăn uống cũng như là vệ sinh răng miệng thì người bệnh nhân cần phải lưu ý những điều gì ạ? Đúng, đây là một cái điểm rất là quan trọng, tức là khi mà cấy xong implant thì thường bệnh nhân sẽ có luôn cái cầu răng tạm mà tức thì trên 4 implant trong kỹ thuật On4. Thì như vậy cái đầu tiên quan trọng nhất đó là cái phải về giữ gìn vệ sinh răng miệng để tránh cho những cái thức ăn vân vân hay mảng bám vi khuẩn nó làm ảnh hưởng đến quá trình lành thương. Và thứ hai thì thường sẽ không ăn những đồ ăn quá cứng và phải rất là cẩn thận, bởi vì lúc này chúng ta hình dung như là một cái xương quanh implant nó chưa có được lành hoàn toàn, nó còn rất là mới, nó chưa có được lành thương. Cho nên trong giai đoạn này thì thường bệnh nhân sẽ ăn uống phải khá là giữ gìn, cũng như là phải ăn những cái đồ rất là có thể là mềm để trong thời gian mà đợi lành thương. Sau này thì khi implant đã lành thì có thể ăn gần như là bình thường. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu tiên thì rất là cẩn thận. Mình nghĩ rằng một trong những cái yếu tố rất là quan trọng mà người bệnh nhân họ sẽ quyết định có thực hiện phương pháp này hay không đó chính là giá cả. Và đối với phương pháp này thì không biết là có nhiều mức giá khác nhau hay không thưa ông? Chúng ta thấy là khi mà mất toàn bộ răng, thông thường thì chẳng hạn với một hàm thì chúng ta cần là khoảng từ 12 đến 14 răng, thông thường 14 răng. Như vậy thì cái implant là cái chân răng nhân tạo, cho nên nói đúng ra thì chúng ta mất bao nhiêu cái răng thì chúng ta sẽ cần bấy nhiêu cái implant. Tuy nhiên kỹ thuật On4 là một trong những giải pháp mà gọi là tiết kiệm nhất. Thay vì chúng ta làm rất là nhiều implant, có thể 10 implant, 12 implant, thì chúng ta chỉ cần đặt cấy 4 cái implant thôi ở những cái vị trí chìa khóa, và sau đó giúp nâng đỡ mỗi cầu răng là từ khoảng 12 răng, 10 đến 12 răng hay đôi khi 14 răng. Thì như vậy giải pháp On4 thì nó là cái giải pháp mà gọi là tương đối là kinh tế nhất để phục hồi do những trường hợp mà mất răng toàn hàm mà cần sử dụng đến implant. Tuy nhiên thì cái implant nó sẽ có nhiều cái loại khác nhau, cũng như là cái vật liệu sử dụng thì có nhiều cái loại vật liệu khác nhau. Cho nên khi mà sử dụng những cái implant mà có thương hiệu hay có quá trình mà lâu đời, cũng như là có nhiều nghiên cứu về nó, thì cái giá thành thường khá là cao. Cũng như là chưa kể là những bác sĩ mà làm những kỹ thuật này thông thường phải có những cái chuyên môn sâu, có những quá trình mà đào tạo liên tục, cũng như là phải có những cái huấn luyện mà nó phù hợp cho kỹ thuật này. Thì cho nên là đó là cái quá trình mà rất là lâu dài. Cho nên thường cái phí điều trị nó cũng khá là cao so với kỹ thuật thông thường. Và nếu như mà khi mà chúng ta áp dụng cái kỹ thuật On4 này thì có hạn chế cái đối tượng hay là lứa tuổi của bệnh nhân hay không ạ? Thì lứa tuổi thì đa số là trường hợp On4 là cho những bệnh nhân mà mất răng toàn hàm, thì thông thường là những trong lứa tuổi từ khoảng 40 đến 40 trở lên. Thì đó là những cái chỉ định những lứa tuổi thông thường hay cần đến cái kỹ thuật này. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ những yếu tố nguy cơ mà thường gặp là về bệnh tiểu đường,
thứ hai là hút thuốc lá, thứ ba là chẳng hạn trên những cái bệnh nhân mà nữ khoảng từ 50-60 tuổi trở lên thì đôi khi phải kiểm tầm soát thêm cái độ loãng xương. Thì nhiều khi mà cái xương, cái mật độ xương nó quá thấp thì nhiều khi cũng không cho phép có thể là giữ được cái implant được. Thì ngoài ra còn lại khi nào mà cơ thể mà có bị những cái tổn thương mà có khả năng lành thương bình thường thì chúng ta đều có thể sử dụng implant để phục hồi được. Vâng, xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ.